Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Chuyện và mình là Shinobi đây. Nếu các bạn còn nhớ trong tập 6 của series Dark Knight Death Metal trên kênh Phê Chuyện, mình có đề cập một số phiên bản Bruce Wayne khác nhau đến từ đảo vũ trụ tối, và trong đó có thể nhắc đến một phiên bản Bruce Wayne ác tù trong trứng nước, đó chính là Robin King, kẻ hiện đang là trợ thủ của The Darkest Knight và là người đang bón cả rổ hành cho nhóm Harley Quinn. Vậy rốt cuộc thằng nhóc này là ai và năng lực của nó sẽ đi đến đâu? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Trước khi bắt đầu video này, mình có một cảnh báo nhỏ là video sẽ tiết lộ nội dung khá nhiều. Cụ thể ở đây là tie-in Dark Knight, Death Metal, Robin King và Dark Knight, Death Metal, Legend of Dark Knight. Thế nên nếu như các bạn không muốn bị spoil thì các bạn có thể dừng video tại đây được rồi. Còn nếu như các bạn không quan tâm đến việc bị tiết lộ nội dung hoặc đã đọc rồi mà vẫn muốn thưởng thức lại nội dung bộ truyện thì ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Let's go! Death Metal, Robin King. Câu chuyện của Robin King cũng như bao Batman sa ngã khác, nó bắt nguồn từ đảo vũ trụ tối, chỉ khác là nó bắt đầu sớm hơn so với những Bruce Wayne khác mà thôi. Robin King khác với những Batman từ đảo vũ trụ tối ở chỗ là thằng nhóc vốn đã là một kẻ ác từ trong trứng nước rồi. Ngay từ khi còn nhỏ, thằng nhóc đã bộc lộ những bản chất là một đứa trẻ vô cùng thông minh nhưng lại cũng vô cùng độc ác. Thế nhưng trước những điều đó, Alfred, người luôn coi Bruce như là con trai của ông, vẫn chọn cách làm ngơ trước mọi chuyện. Bởi ông tin rằng những sự độc ác đó chỉ là những sự phát triển và sẽ sớm chấm dứt ở Bruce. Thế nhưng mọi thứ đã không như ông nghĩ. Bản tính ác độc của thằng nhóc ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Niềm vui của nó chỉ xuất hiện khi nó gây ra nỗi đau và sự hỗn loạn. Để rồi càng lớn, thằng nhóc lại càng có nhiều cách để biện minh cho hành động của chính mình. Đó là những lời giải thích vô cùng xúc động, hệt như thể là một diễn viên vậy. Nó luôn đeo một cái mặt nạ để che đậy đi cái hành vi của mình với cái thế giới này. Từ việc đốt xe để nướng kẹo dẻo, giết hại động vật, đẩy ngã thang của người thợ sơn hay đánh đập bạn cùng trang lứa với cây gậy click kê, tất cả chỉ để thỏa mãn niềm vui của nó. Mãi sau này, bác Alfred mới hiểu ra rằng chiếc mặt nạ thực sự của Bruce không phải đến từ khả năng diễn xuất của nó, mà nó đến từ chính ông. Chính ông đã là người luôn luôn bao che cho thằng bé mỗi khi mà nó gây ra chuyện, cứ hết lần này đến lần khác. Để rồi đến cái đêm định mệnh hôm đó, khi mà ông bà Thomas và Martha đi vào con hẻm định mệnh đó, tên cướp Joe Chills đã xuất hiện. Thế nhưng câu chuyện đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Thằng nhóc Bruce Wayne đã thẳng tay giết luôn tên cướp bằng con dao của nó, và rồi nó cướp luôn khẩu súng của Joe, chĩa thẳng vào mặt bố mẹ mình. Và đêm đó, trong con hẻm định mệnh, tiếng súng vẫn vang lên và ông bà Wayne vẫn qua đời như bao câu chuyện khác, chỉ là hung thủ không phải là tên cướp Joe Chill nữa mà thôi. Cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng súng đã đến, thế nhưng bằng diễn xuất của mình, thằng nhóc lại một lần nữa thoát tội. Bởi như người ta từng nói đó, trẻ con còn nhỏ mà, đã biết cái gì đâu. Và đây cũng là lúc câu chuyện của Robin King mới thực sự bắt đầu. Câu chuyện bắt đầu trong đám tang của ông bà nhà Wayne. Hai họ đã chết trong con hẻm đêm đó, bị ám sát trong cơn máu lạnh. Và giờ đây đứng trước ngôi mộ của hai người là đứa con trai độc nhất của họ, Bruce Wayne, cùng người giám hộ của cậu bé, vị quản gia Alfred đáng kính. Qua lớp đế giày của Alfred, ông cảm nhận được hàng ngàn tiếng đập cánh của những con rơi dưới mặt đất. Và khi ông nhìn vào Bruce Wayne, người mà ông coi như là con trai của mình, trái tim của ông dường như đang tan vỡ, bởi ông cho rằng suy nghĩ của cậu bé cũng giống như lũ rơi hiện tại. Điên cuồng, gầm rú, bao quanh tối đen như mực, ông đã nghĩ cách để thoát ra, nhưng thay vào đó ông lại quay đi. Và khi ông làm thế, cũng là lúc bản chất thực sự của thằng bé mới bộc lộ. Thằng bé lúc đó đã nghe thấy tiếng kêu của một con chim cổ đỏ gần đó, một tiếng hót mang âm hưởng của vui vẻ và tự do. Tiếng hót đó chạm đến trái tim của thằng nhóc, và đó có lẽ chính là cảm xúc của nó trong đêm định mệnh tại con hẻm, khi nó nổ súng giết chết ba mẹ của mình. Và ngay khi người giám hộ bước đi, thằng bé đã lập một lời thề. Một lời thề sẽ trở thành một Robin, lấy biệt danh là Robin King. Thằng nhóc Bruce Wayne này, sau khi giết chết bác Alfred, đã sử dụng toàn bộ phần tài sản thừa kế của mình để tạo ra một chiếc thắt lưng giúp nó trở nên bất khả chiến bại. Một chiếc thắt lưng trong trẻo như tiếng của loài chim cổ đỏ, loài chim biểu tượng của thành phố Gotham. Hắn đang trở thành Robin King, một loài chim rạng rỡ, vui tươi. Thế nhưng thực chất, chúng lại là một trong những loài độc ác nhất trên bầu trời. Chúng làm tổ ở khắp mọi nơi. Chúng thường thích những khu vực được bao bọc bởi khói lửa và bão táp. Chúng phát triển giữa đau khổ và chết chóc. Vậy nên Robin King cũng thế. Với chiếc thắt lưng đầy ắp những vũ khí chết chóc của mình, nó sẽ giết hết những kẻ tự xưng là anh hùng, những kẻ bảo vệ lỗi thời, những người cha, người mẹ, những thần tượng sai trái. Bất kể ai quan tâm thằng nhóc và cố ép nó trở nên tốt hơn đều sẽ phải bỏ mạng. Nó sẽ truyền động lực cho thế hệ trẻ, một thế hệ sẽ không có bóng tối, không có hang động, không có fan nà vi hay fan MU, cũng không có rơi. Nó sẽ thiêu rụi cuộc sống cũ và giới trẻ sẽ theo nó làm tổ trong sự hủy diệt.
Những ngày sau đó là những ngày đầy chết chóc của các anh hùng tại vũ trụ này, khi mà lần lượt biết bao nhiêu anh hùng đều phải chết với cách thức giết chóc đầy đau đớn và tàn bạo của Robin King. Nó cười nhạo vào chính những anh hùng, chửi họ là một lũ hèn nhát và mê tín, tất cả bọn họ. Và rồi khi cảm xúc của thằng nhóc dịu xuống sau một buổi tắm máu của các siêu anh hùng, nó cảm nhận một thứ gì đó rất mạnh đang đến, và kẻ tìm đến nó trong cả cái đa vũ trụ này còn ai ngoài tên Batman cười nữa cơ chứ. Hắn nói với Robin King rằng cái thế giới mà thằng nhóc đang giết chóc lúc này không hề có một ý nghĩa gì cả. Nó không có ý nghĩa thực sự nào trong kế hoạch của đấng quyền năng cả. Thế giới này không hề tồn tại vĩnh viễn, và nó cũng không hề có thực. Thế giới của thằng nhóc chỉ là một sự phản ánh đen tối của thực tại chính. Thế nhưng khi theo chân Batman cười, hắn hứa sẽ cho thằng nhóc có thể tiếp cận một thế giới nơi mà những tiếng la hét, máu đổ ra từ nạn nhân là có thật, nơi mà nó có thể trở thành một vị vua đúng nghĩa. Và Robin King khi nghe xong những lời nói như rót mật vào tai đã đồng ý đi theo tên Batman cười. Sau đó tên Batman Who Laughs đã đưa Robin đến một thế giới của hắn. Hắn đưa thằng nhóc tới nhà máy sản xuất các kỵ sĩ bóng đêm của riêng hắn, được hắn thu thập từ khắp nơi trong đa vũ trụ tối để thấy chúng có thể làm gì để chiến thắng. Một số thì làm, một số thì không. Và với Batman Who Laughs, Robin King sẽ trở thành tạo vật hoàn hảo nhất, sẽ là kỵ sĩ bóng tối tuyệt vời nhất. Thế nhưng Robin King là Robin King, là kẻ lấy cảm hứng cho mình từ loài chim cổ đỏ chứ đâu phải là loài rơi. Thế nên ngay khi nghe thấy lời mời gọi hay sự hứa hẹn về việc nó sẽ trở thành một Batman, thằng nhóc đã ngay lập tức từ chối. Ha ha ha, ta biết người muốn thành một con chim, nhưng đó là bởi vì người vẫn còn trẻ, người muốn truyền động lực cho người khác theo người, nhưng sẽ không thành con trai à. Tốt hay xấu, không có thứ gì cao hơn nữa, nhưng thứ cuối cùng người học được sẽ là không thể chinh phục chúng mà phải vượt qua chúng. Batman Who Laughs vừa nói vừa đưa thằng nhóc đến khu của các Robin. Ngươi đang làm gì họ vậy? Các Robin. Robin King nhìn thấy đám Robin đang bị nhốt vào những chiếc lồng mà khi quá trình hoàn tất, những Goblin, những kẻ không có khát vọng hay ý chí gì khác ngoài phục vụ cho các kỵ sĩ bóng đêm sẽ được ra đời. Với Robin King, điều này biến tên Batman cười chẳng khác gì lũ còn lại mà nó từng đối mặt, cũng là kẻ đặt ra luật rồi ép người khác giống như hắn. Thế nhưng Batman Who Laughs không quan tâm đến điều đó. Hắn vẫn đưa Robin King vào chiếc lồng và thả chiếc lồng xuống dưới hồ hóa chất. Thế nhưng Robin King là Bruce Wayne, và Bruce Wayne thì sẽ luôn cho mình một kế hoạch dự phòng mà. Ngay trước khi tên Batman ném thẳng thằng nhóc vào chiếc lồng, nó đã ngậm sẵn một viên thuốc ở trong mồm, và viên thuốc này được nó dùng để chống lại Machine Man Hunter nếu như phải đối đầu với ông. Viên thuốc có chức năng giữ và bảo tồn một phần nhỏ ký ức, và khi thả thằng nhóc xuống dưới hồ hóa chất, sự biến đổi đã diễn ra. Thằng nhóc có thể nghe đầy thấy tiếng nói của Batman Who Laughs rằng nó sẽ thấy điều đó là điều đúng đắn. Nhưng thằng nhóc biết rõ hơn, nó đã giấu bản thân sâu vào bên trong tâm trí, bởi nó biết ngoài kia có những người để nó thuyết phục. Thế rồi quá trình biến đổi hoàn tất, một Goblin mới để phục vụ cho Batman Who Laughs đã được ra đời. Tuy nhiên do vẫn giữ một phần ký ức của bản thân mình, thế nên thằng nhóc đã chọn cách chờ đợi để có thể được ngẩng cao đầu. Và ngay khi Batman Who Laughs tiến hóa trở thành The Darkest Knight, hắn đã thả thằng nhóc ra một lần nữa. Không phải là vì hắn tin tưởng thằng nhóc này, mà trái lại, thằng nhóc cảm thấy sự đùa cợt của hắn. The Darkest Knight thả Robin King ra không khác gì một sự đánh lạc hướng, một thứ vũ khí. Và cuối cùng, The Darkest Knight cũng chẳng khác gì cha mẹ của thằng nhóc hay là đám anh hùng cả. Nhưng thằng nhóc biết đâu đó ngoài kia có những cặp mắt non trẻ đang nhìn nó. Và giờ khi được thả tự do, đây là lúc để nó thể hiện, và nó sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả. Câu chuyện sau đó quay trở lại những diễn biến tiếp theo sau các sự kiện của Dark Knight Dead Metal Issue thứ 4, khi mà The Darkest Knight đã outplay toàn bộ nhóm các siêu anh hùng bằng việc hack vào chiếc ghế Morbius, để khi các siêu anh hùng chuyển năng lượng vào nó thì năng lượng sẽ vào tay hắn thay vì là vào Wally. Hắn đã lợi dụng cuộc chiến của các siêu anh hùng để làm suy yếu Perpetual, và giờ đây khi hắn có trong tay cả năng lượng phản khủng hoảng tương tự như Dr. Manhattan lẫn năng lượng khủng hoảng cướp được từ Perpetual, hắn đã sẵn sàng lật đổ mẹ thiên hạ Perpetual để trở thành boss cuối cùng. Đồng thời, hắn cũng đang tạo ra một đa vũ trụ biết cười, một đa vũ trụ chúa hề cho riêng mình. Mà chi tiết về vũ trụ này, có thể mình sẽ nói rõ hơn trong một video khác của phía truyện. Quay trở lại với câu chuyện, sau khi hấp thụ được từng đó năng lượng, The Darkest Knight vốn đã mạnh, này lại càng trở nên khủng khiếp hơn. À, lũ anh hùng, sự tuyệt vọng của các ngươi đang được nén lại trong không khí, và ta có thể cảm nhận được nó, và nó rất ngon. Tỉnh dậy đi nào, Dana. Tất cả các ngươi hãy tỉnh dậy và hãy xem việc các ngươi đã làm đi. Thứ mà các ngươi đã cho ta, năng lượng các ngươi cố gắng chiếm lấy, năng lượng của mọi cuộc khủng hoảng trong lịch sử này, các ngươi đã dâng hết cho ta.
Tỉnh dậy đi nào, để ta có thể cảm ơn tất cả vì đã làm ta thành vị thần quyền năng bậc nhất của đá vũ trụ này. Dana cùng những người đồng đội lúc này mới bắt đầu tỉnh dậy. Cô vẫn không tin, đây không phải là hồi kết cho việc này. Kết thúc ư? Không không, đây mới chỉ là sự khởi đầu cho việc này thôi. Khởi đầu cho sự khai sinh của một đa vũ trụ mới, của một đa vũ trụ sẽ cười vào mặt các người, vào chủ nghĩa anh hùng, vào cái tốt. Một đa vũ trụ được cai trị bởi The Darkest Knight và King of Pain của hắn. Và ngay khi The Darkest Knight vừa dứt lời, một cánh cổng di chuyển mở ra và bước ra từ cánh cổng không ai khác chính là Robin King. Thằng nhóc bước ra từ cánh cổng với vẻ đầy phấn khởi, như thể là fan Na'vi ra khỏi hang sau khi quý ngải đơn giản đấm liên hoàn vào mồm Gambit vậy. Robin King cảm thấy vô cùng phấn khích khi mà được gặp gỡ Superman, Batman và Wonder Woman. Oh, Superman, Batman và Wonder Woman đấy à? Ôi, thật là vinh dự mà. Ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng thành thật mà nói, giấc mơ lớn nhất của ta trong thế giới của mình là được gặp các người và giết sạch lũ các người đó. Nói rồi, Robin King tiến đến bộ ba vẫn đang nằm sóng xoài đó để đánh thức họ dậy, bởi nó đã sẵn sàng cho một số trò vui với mỗi người mà. Thế nhưng Robin King chưa kịp làm gì cả, thì đã có ba siêu anh hùng khác đến để đối đầu với nó. Đó là Blue Beetle, Animal Man và Red Tornado. Cả ba lao vào tấn công thằng nhóc, nhưng dường như thằng nhóc đã không coi họ là kẻ thù xứng tầm của mình, khi mà nó dễ dàng tặng nguyên một cú cước vào mặt Blue Beetle. Sau đó nó rút ra một lọ xịt trông như lọ nước hoa của các chị em hay dùng vậy. Nó gọi cái lọ này là Mortal Coil và dùng nó để xịt thẳng vào người của Red Tornado. Blue Beetle thấy vậy thì lấy súng bắn thẳng vào thằng nhóc, nhưng dường như tốc độ của thằng nhóc là đủ nhanh để né khỏi loạt đạn của Blue Beetle. Animal Man thấy vậy thì chuyển từ form gấu sang form khỉ đột, đấm một cú thật mạnh như cách tay đấm huyền thoại Hữu Đa đấm mấy thằng danh con vậy. Cú đấm của Animal Man đủ mạnh để đấm văng thằng nhóc dính tường. Animal Man thấy vậy sau đó đã yêu cầu thằng nhóc chấm dứt việc này lại. Thế nhưng Robin King gần như chẳng mảy may quan tâm tới điều đó. Nó rút ra từ thắt lưng của nó ba hạt tựa như hạt cây trồng và ném ra trước mặt Animal Man. Và từ ba hạt đó, vợ con của Animal Man xuất hiện. Thế nhưng Buddy Baker còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì vợ con anh đã biến thành ba con quái vật khủng khiếp lao vào và cắn xé anh. Theo như Robin King, ba hạt nó vừa ném ra có khả năng triệu hồi được vợ con của Baker và vợ con của anh đến. Thế nhưng điều khủng khiếp ở đây là nó đã cho vợ con của anh tiếp xúc với bản lỗi của phương trình phản sự sống, hay còn được gọi là Anti-Life Equation, phiên bản của nhà Ubisoft. Và có vẻ như giờ họ chẳng khác gì những con zombie cả khi lao vào xé xác Baker. Chi tiết hay một câu chuyện về phương trình phản sự sống phiên bản lỗi sẽ được bọn mình đề cập trong một video khác của Phê Chuyện. Thế nên các bạn nhớ chú ý đón xem nhé. Quay trở lại với cuộc chiến, sau khi Animal Man bị xé xác, Robin King tiếp tục với hai người còn lại là Red Tornado và Blue Beetle. Và trong lúc mải chiến đấu, thằng nhóc đã rắc một thứ đặc biệt vào người của Blue Beetle lúc nào mà anh không hay biết. Và bất ngờ từ dưới đất, một con bọ hùng khổng lồ trồi lên và cắn gần như đứt đôi người của anh. Ngay lúc đó, nó quay lại với Red Tornado. Thằng nhóc lúc này mới tiết lộ chức năng của lọ xịt khi nãy. Đó là khiến các tế bào của Red Tornado, một android có cảm nhận vật lý gần như con người nhất. Và cơ thể anh giờ đây đang tự giết chính mình do không thể dừng cơn lốc lại được. Và chẳng mấy chốc, thằng nhóc Robin King dễ dàng xé xác và chỉ còn lại thịt và máu của ba siêu anh hùng mà thôi. Và quả thực, nó đang ăn tươi và nuốt sống tất cả các anh hùng ở đây. Và đúng lúc này, Trinity của DC cũng đã tỉnh lại. Batman ném thẳng một chiếc Batarang vào người thằng nhóc, nhưng nó dễ dàng bắt được và ném thẳng lại vào người của Bruce. Và lúc này, với Robin King, trận thư hùng mới thực sự bắt đầu. Nó rút ra ba chiếc nhẫn, mỗi chiếc nhẫn lại dành cho một thành viên khác nhau của bộ ba. Chiếc nhẫn đầu tiên được làm từ những mảnh đá Kryptonite dành cho Superman. Chiếc nhẫn thứ hai được rèn từ khẩu súng đã giết chết Thomas và Martha Wayne. Ngoài ra thì nó còn gắn ngọc trai để dành cho Batman. Và chiếc nhẫn cuối cùng được rèn từ ngọn lửa của thần thợ rèn và được rèn bởi tia sét giết thần của thần Zeus dành cho Wonder Woman. Và rồi cuộc chiến bắt đầu. Robin King lao vào, tặng cho bộ ba những cú đấm đầy yêu dấu. Đầu tiên là một cú đấm vào mặt Diana với chiếc nhẫn hình tia sét. Tiếp sau đó là một cú đấm móc thẳng vào bụng của kỵ sĩ bóng đêm thành phố Gotham. Đến lượt người đàn ông thép thì lại nguyên một cú vô ảnh cước của nó. Robin King đang liên tục lập công. Batman sau đó lại tiếp tục dính tiếp một cú đấm từ chiếc nhẫn ngọc trai. Robin King đang cầy nát đội hình đối phương. Clark sau đó lao đến dí thằng nhóc xuống đất, nhưng với chiếc nhẫn từ Kryptonite, thằng nhóc dễ dàng vả vỡ mồm Superman, không thể ngăn cản Robin King. Và để rồi cú hạ màn cuối cùng của nó dành cho Diana. Robin King thật thần thánh. Thế nhưng chuỗi liên hoàn của Robin King lại phải tạm thời dừng lại bởi The Darkest Knight khi hắn nói với thằng nhóc là vui chơi đủ rồi và giờ là lúc đi với hắn. Thằng nhóc không đồng ý vì cho rằng sẽ lại bị The Darkest Knight cho vào lồng. Thế nhưng mọi thứ lại không hề như nó nghĩ. The Darkest Knight vốn đã hiểu rằng
Trong suốt quãng thời gian qua, thằng nhóc đã cố gắng chứng minh rằng nếu nó là một kẻ chỉ đường, lũ trẻ sẽ đi theo nó. Thậm chí Robin King cũng dĩ dàng dơ giấy dễ gì mà giấu giếm được The Darkest Night việc nó uống một viên thuốc và giữ lại được một phần tâm trí của mình. Hắn biết được điều đó, bằng chứng là viên thuốc cũng đã ảnh hưởng tới hồ hóa chất biến đổi Robin của hắn. Kết quả là mọi Robin sau Robin King bị biến đổi đều đã có một phần ý chí tự do cho riêng mình. The Darkest Night đã không giết chết đám nhóc đó. Thay vì vậy, hắn để cho lũ nhóc quan sát Robin King từ thế giới của hắn để chứng minh rằng Robin King đã sai, rằng chúng vẫn sẽ phá hoại, vẫn sẽ phục vụ cho hắn. Thế nhưng, mọi thứ đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Có vẻ như đám Robin này đã phá đi xiềng xích của chúng và giờ chúng đang chờ đợi Robin King đầu tiên và duy nhất của chúng lúc này. Nói rồi, The Darkest Night thả Robin King xuống hành tinh với hàng loạt phiên bản Robin khác nhau đang chờ đợi vị vua của chúng. Còn Robin King thì trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, khi mà giờ đây nó đã trở thành một vị vua đúng nghĩa, một kẻ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, hay hiểu đơn giản hơn là một idol giới trẻ mà không cần phải múa quạt. Và vừa rồi là toàn bộ tóm tắt nguồn gốc, sức mạnh và cũng như cách Robin King đã củ hành toàn bộ các siêu anh hùng của trái đất. Các bạn có suy nghĩ gì về thằng danh con này? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây, chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình được biết nhá. Như thường lệ, thời lượng của video đã kết thúc. Nếu các bạn thích video này, hãy ấn nút like, share để ủng hộ cho Phế Chuyện chúng mình. Còn nếu như đây là lần đầu tiên đến với kênh, đừng quên ấn nút sub và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào từ bọn mình cả. Mình là Shinobi, còn bây giờ thì adios!